các ấn phẩm quảng cáo, v.v. Với công sức cố gắng của mình và tinh thần trách nhiệm cao về chuyên môn, công ty đã được khách hàng quan tâm, tín nhiệm và đánh giá cao về năng lực phục vụ. Để phù hợp với sự phát triển, nhằm phục vụ một cách kịp thời những yêu cầu của các doanh nghiệp trong giai đoạn mới, Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Thương mại VASEP đã được thành lập từ đầu năm 2007. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng Trung tâm đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức thực hiện các dịch vụ xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường đào tạo tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo thông tin và các dịch vụ khác phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và nông ngư dân. Hầu hết các khóa tập huấn từ 3 đến 5 ngày được thiết kế riêng cho phù hợp với đặc thù của ngành thủy sản, tập trung hầu hết ở các lĩnh vực quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, nhân sự, kỹ năng con người, kinh doanh, tiếng Anh, marketing. Theo phương thức đào tạo tại chỗ, chi phí do doanh nghiệp trang trải đã được nhiều doanh nghiệp hoan nghênh. Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ nhiều nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đã đòi hỏi một số lượng rất lớn nguồn nguyên liệu để phục vụ cho nhà máy sản xuất ổn định. Đặc biệt, việc xuất khẩu cá tra và cá ba sa đã có những bước tăng trưởng rất mạnh. Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 6 triệu đô la Mỹ, thì đến năm 2007 đã đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc phát triển quá nhanh đó cũng đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, thiếu tính bền vững do sự thiếu gắn kết giữa người nuôi và nhà máy, thường xảy ra tình trạng lúc thừa lúc thiếu nguyên liệu, giá cả không ổn định gây bất lợi cho cả người nuôi lẫn doanh nghiệp chế biến. Để cùng nhau giải quyết vấn đề này, Hiệp hội đã kiên trì gắn kết giữa tiêu thụ với sản xuất nguyên liệu thủy sản, động viên các doanh nghiệp hội viên ký kết hợp đồng tiêu thụ với ngư dân. Hiệp hội chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp và một số hội, hiệp hội thủy sản địa phương tổ chức cho nông ngư dân gia nhập các câu lạc bộ sản xuất nguyên liệu gắn với nhà máy, tạo mối liên hệ giữa sản xuất với thị trường, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Tham gia đề án xây dựng các chợ cá, tôm, các trung tâm giao dịch thủy sản tại các vùng trọng điểm nguyên liệu. VASEP không chỉ là có trách nhiệm với đơn thuần chỉ là nhà máy, mà làm thế nào để nhà máy có được cái vùng nguyên liệu an toàn, bảo đảm về mặt chất lượng, nó thực hiện đúng các cái hiệp hội của WTO, thì vai trò VASEP phải nói là rất là lớn. Thế thì VASEP còn gắn với ai nữa ngoài các cái nhà máy chế biến? Tôi nghĩ đầu tiên hết có lẽ đó là những cái sở thủy sản. Bởi vì chúng tôi lúc nào cũng bên cạnh các anh để quản lý, dưới mình là một cái đội ngũ nông ngư dân rất là hùng hậu. Nếu mà cứ để cho họ sản xuất nhỏ lẻ, chúng ta không kiểm soát được về mặt chất lượng, không định hướng được cho họ về mặt thị trường, thì rõ ràng các sản xuất chúng ta không bền vững. Trong mấy năm vừa qua, do nguồn nguyên liệu cạn kiệt, nhiều nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản ở miền Bắc phải sản xuất cầm chừng hoặc đóng cửa. Để từng bước giải quyết những khó khăn này, VASEP đã cố gắng tập hợp các doanh nghiệp thành viên cùng hỗ trợ và giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiếp tục duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Rất là may mắn cho các doanh nghiệp của chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam là có một cái ngôi nhà chung là VASEP. Thì từ ngày mà VASEP thành lập đến giờ thì chúng tôi đã có một cái chỗ dựa rất là quan trọng. Không những là mình dựa dẫm về tinh thần, nhưng mà có những cái vấn đề mà các cái giải pháp, những cái khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải thường ngày thì chúng tôi cũng chỉ biết là thông tin từ VASEP để tìm được những cái lời sẻ chia, những cái đóng góp và thậm chí cả những cái định hướng về chiến lược cho doanh nghiệp. Thì cũng rất là may là như vậy, và hiện nay thì các doanh nghiệp phía Bắc thì cũng đang còn rất là mong muốn cái sự nỗ lực và cái trách nhiệm của VASEP giúp các doanh nghiệp phía Bắc chúng tôi để có được một cái cụm các doanh nghiệp ở ngoài này, có thêm những cái sự đoàn kết, có những cái chiến lược để mà có được nguyên liệu để duy trì sản xuất. Trong suốt 10 năm qua, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, trở thành người đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp. Để đạt được những thành tựu to lớn đó, ngoài sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp hội viên, còn có sự hoạt động hữu hiệu của ban chấp hành hiệp hội. Một tổ chức có trở nên vững mạnh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là khả năng của những người lãnh đạo. Phải nói rằng, trong suốt 10 năm qua, hội viên của hiệp hội đã vững lòng gửi niềm tin vào các anh chị trong ban chấp hành từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Mặc dù các anh các chị cũng là những doanh nghiệp phải lo toan làm ăn, đối phó với sự cạnh tranh buôn bán trên thương trường,
nhưng với trách nhiệm được giao phó, các anh các chị đã mang hết sức lực, toàn tâm toàn ý đóng góp cho công tác điều hành và phát triển hiệp hội, tạo nên một sức mạnh đoàn kết giúp cho hiệp hội thống nhất ý chí, cùng nhau vượt qua những thời kỳ gay go trong quá trình phát triển của mình. Thì tôi thấy họ là những người đam mê mà có tầm nhìn thực tiễn. Như vậy trong họ đã kết hợp được cái đam mê về trách nhiệm, lại có một cái tầm nhìn về thực tiễn, hai cái đã kết hợp với nhau để tạo ra họ. Và chính hoạt động của họ chính là kết quả của hai nhân tố. Ở đây nói đến cái tinh thần trách nhiệm trước công cuộc đổi mới. Và cái đó là một phẩm chất chính trị lớn nhất hiện nay. Tôi cho nói gì thì nói, trách nhiệm trước công việc và trước nhân dân, đó là cái phẩm chất thứ nhất của cán bộ chúng ta. Thì ở họ cái đam mê thể hiện cái đó, tôi thấy rất rõ. Và nhờ cái đam mê đó họ mới nhìn ra vấn đề sáng tạo. Nhưng có thể nói là bộ tác động của bộ chưa đúng mức đó, như vậy. Nhưng mà cái chủ động của doanh nghiệp, mà trong đó họ của hiệp hội và sếp, và trong đó của anh Dũng và chị Minh ấy, là có thể nói là động lực chủ yếu của và sếp. Nhờ cái động lực đó, không làm theo cái kiểu hành chính. Chắc anh Dũng đều biết là các hội chúng ta ra đời đều mô tả, mô phỏng theo kiểu làm hành chính và đều thất bại, hoặc là chỉ tồn tại một cách không phát triển. Nhưng mà ở đây các anh chị này đã bỏ hẳn cái lối làm hành chính mà làm theo kiểu doanh nghiệp. Vì vậy cho nó được rất có hiệu quả. Đóng góp vào thành tích chung của hiệp hội, chúng ta không thể không nhắc đến bộ phận văn phòng, những người đã lặng lẽ siêng năng và cần mẫn thực hiện những nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo, đã hoàn thành tốt nhất những công việc của một văn phòng lúc nào cũng bận bịu, căng thẳng như một ban tác chiến. Với số lượng người có hạn, công việc thì ngày càng nhiều, nhưng các bộ phận của văn phòng vẫn giải quyết kịp thời những công việc sự vụ của ban chấp hành hoặc những công việc đột xuất theo yêu cầu của các hội viên, làm cầu nối hữu hiệu giữa ban chấp hành với các cơ quan ban ngành hữu quan. Hàng năm, những kỳ họp toàn thể của hiệp hội là thời gian vất vả nhất của văn phòng. Với số lượng công việc dồn dập, phải chuẩn bị lo toan từ nhiều tháng trước để hội nghị đạt được thành công với kết quả tốt đẹp nhất. Bộ máy văn phòng của hiệp hội luôn được kiện toàn để thực hiện ngày càng tốt hơn các chủ trương của ban chấp hành. Nhiệm vụ của các bộ phận được phân định cụ thể, trách nhiệm của từng cán bộ, công nhân viên văn phòng được xác định rõ, giải quyết kịp thời các công việc của hiệp hội. Đội ngũ được bổ sung hợp lý, bố trí công tác hợp với năng lực, luôn nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ. Cán bộ của văn phòng hiệp hội đã trưởng thành nhanh chóng trong công tác chuyên môn và đang trở thành những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về từng lĩnh vực. Tập thể văn phòng hiệp hội đoàn kết, hết sức tôn trọng hội viên và công việc chung, cộng tác có hiệu quả với các cơ quan trong và ngoài nước là nhân tố quan trọng đảm bảo công việc thường xuyên và lâu dài của hiệp hội tiến triển tốt. Và sếp đã thực sự là một cái trung tâm cho cái sự tụ họp của tất cả các cái doanh nghiệp chế biến trên cái đất nước Việt Nam, trong cái nền kinh tế của chúng ta. Và nhìn lại cái chặng đường 10 năm qua ấy, thì thấy rằng ấy, là những cái thành tựu đạt được của ngành thủy sản ấy, nó gắn liền với sự trưởng thành và lớn mạnh của cái đội ngũ cán bộ văn phòng VASEP. Công lao đó thuộc về những cái con người của nhiều thế hệ đã xây dựng lên cái nền tảng cho cái ngành công nghiệp chế biến của chúng ta có những cái định hướng và có những cái bước đi vững chắc